Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật phát đại chứng minh. Kính thưa đại chúng, vừa qua buổi sáng chúng ta tụng Lăng Nghiêm thần chú. Sau thần chú Lăng Nghiêm, chúng ta có đọc một bài sám, và có lẽ các vị có nhớ cái câu thập truyền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần quảng tác hay là vọng vọng tác hay là quảng tác vô biên chi tội. Thập truyền tức là 10 truyền, thập sử tức là 10 sử. Thập truyền là cái gì? Tham sân si mạn nghi, ác kiến biên kiến kiến thủ, hay tà kiến, tà kiến kiến thủ và giới cấm thủ, đó gọi là thập truyền. Cái thập truyền này á, nó có một cái khả năng, có một cái sức mạnh, nó sai khiến, nó đốc xử, nó sai xử chúng ta, và từ đó nó làm thành một cái nội tâm. Nội tâm chúng ta hướng ra cái cảnh ở tiền trần. Hướng ra cảnh ở bên ngoài để tạo ra vô số những cái tội lỗi. Thành ra mới nói là gì? Là quảng tác vô biên chi tội. Tức là tạo ra những cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp. Vậy thì cái cửa ngõ để tạo ra tội lỗi không có chỗ nào khác, đó chính là gì? Đó chính là thân, khẩu và ý. Thân, khẩu và ý ở đâu? Ở thân của chúng ta đang sống, đang sở hữu đây. Và nó tạo ra tội lỗi, cho nên chúng ta mới trôi lăn ở trong cái đau khổ luân hồi lục đạo. Thì sám hối đoạn này, Ngài Chí Công đã dạy chúng ta: lại quý y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực, khiến tất cả chúng sinh trong tứ sinh lục đạo giác ngộ trở lại mà đến trong đạo tràng. Nếu người nào có thân hình bị câu thúc trở ngại, có tâm mà không đến được, nguyện xin nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực, Hiền Thánh lực thâu nhiếp tinh thần của những người ấy, khiến tất cả đều được đạo, được đều đến được đạo tràng này, lãnh thọ sự sám hối khẩu nghiệp của chúng con. Đọc đến đây chúng ta thấy rất rõ là chúng ta đang chú trọng về cái gì? Và cái nghiệp do cái miệng mình tạo ra, đây gọi là khẩu nghiệp. Và dĩ nhiên người đang đối diện với chúng ta khởi tâm sám hối là phần đành. Nhưng có những người vì lý do nào đó mà họ không đến được trong đạo tràng này, họ không có chứng biết được là chúng ta đang khởi tâm sám hối và khẩu nghiệp, mà ở trong quá khứ đã sử dụng khẩu nghiệp tạo ra cái tội lỗi kết duyên xấu với họ. Cho nên hôm nay chúng ta cầu mong tinh thần của họ ở trong mười phương ba cõi hướng đến chỗ này để thọ lãnh cái sự sám hối của chúng ta. Nói một cách dễ hiểu hơn, cho dù những người hiện thân hay là những người ẩn hình, họ không có đến đây được, thì cầu mong chư Phật gia hộ cho họ, thần lực của họ hướng đến đây để thọ lãnh cái tâm sám hối của chúng ta. Và chúng ta sám hối không phải cái tội khẩu nghiệp tạo ra trong một đời này hoặc là trong một vài năm gần đây, mà chúng ta sám hối cái nghiệp từ đâu? Từ vô thỉ, do vô minh trú địa trở lại cho đến ngày nay, vì nhân duyên của nghiệp ác khẩu đối với chúng sanh trong lục đạo từ vô lượng kiếp vừa trước tới ngày hôm nay. Và cái nghiệp chúng ta đã tạo ra với tất cả những chúng sanh ở trong lục đạo, ví dụ như mình nói thế này, mình nói xấu như con ma,
Tức là mình cho rằng ma xấu phải không? Mà ma là mình không ưa rồi, mình ghét nó rồi. Và cái gì xấu là mình gán cho nó. Và nếu như nó là con ma thiệt thì nó có giận không? Nó giận chứ, chuyện gì của ai tự nhiên cứ đổ thừa tôi, kêu tôi ra hoài. Phải không? Cho nên sau này là không có nữa. Hồi đó có lần thầy có nghe mà không biết nó đúng hay không, là trong cái chuyến mà cái sự kiện năm 63 tại Huế, có 8 vị thánh tử đạo là Phật tử ngành Anh Vũ, tức là còn trẻ, bị đạn bị chết. Và có một vị thì được cái phước đấu tranh để bảo vệ Phật giáo, sau đó được cái phước sinh lên sinh thiên. Thì lên sinh thiên thì nghe đâu là cũng gặp một cái anh chàng thiên nào đó, thì hai người tình tứ với nhau đâu ít bữa, thì cái phước nó hết sao nó rơi xuống mà không có giải thoát được. Cho nên gặp một cái cô Phật tử ở chùa Phước Long lúc thầy còn ở Việt Nam, gặp cái cô đó thì cái thần thức nơi sau nó hợp, sau đó nhập xác vô. Rồi khi nói chuyện với thầy thì người Huế mà cứ gọi là O, cô ở đời tên Nhỏ cho nên người ta gọi là O Nhỏ. Thì thầy hỏi chuyện là cô quy y ai thì cớ rất là rõ, thầy không có rành ở Huế, thầy không biết, nhưng mà cớ là quy y ông hòa thượng nào, rồi đi chùa làm sao, rồi các ngài dạy cái gì ở trong chùa hồi đó, dạy cái gì, và trong cái việc mà đấu tranh đó ai chết ai sống, ai còn xác ai mất xác, là mọi thứ rất là rõ ràng, cơ rất là rõ ràng. Và phải có nói rằng thôi, đừng có nhập xác nữa, mình nên tu niệm đầu thai đi. Thế là cô nối giận phừng phừng, cô nói là tôi làm gì, tôi làm gì mà nói tôi như thế, nói sao đó, nói trình tiểu Huế. nói trách cứ là cứ nói tôi là ma, cứ tôi nói là xấu, tôi có làm gì xấu đâu. Và cái cô này có cái duyên sau đó biết mà cái cô dư này là cái xác mượn xác á, thì cái cô này bị một cái ung thư buồng trứng là u nang thì không biết, mà mổ lấy ra một cái cục u nặng 18 cân nhưng mà không chết. Chứ có lẽ rằng là nó nhập, nó giữ xác á, nó giữ xác để cho nó đi ra đi vô cho nó sống được. Vậy thưa quý vị rằng là mình nói như thế một câu thôi, mà sau này thầy nghĩ lại thầy nói cái gì cũng vậy, cứ hơi xấu chút mình nói xấu như ma, nó con ma nó có thiệt, nó đứng gần đó nó nghe thì nó không có đụng chạm gì mình hết, nó chẳng liên quan tới mình, mà mình cứ lôi nó ra mình nói này nói nọ cũng là một loại nghiệp, kết duyên không tốt phải không? Cho nên chúng ta để ý tỉ mỉ từng chút từng chút, chúng ta thấy cái miệng mình kết rất nhiều cái duyên xấu của chúng sinh, mình chửi người này, mình đem con này con kia con vật này con thú nọ mình lôi vô mình chửi, mình mô tả mình chửi đủ cách hết, cái nghiệp mình rất dễ sợ. Rồi chưa nói rằng là mình dùng cái miệng mình á, mình nguyền rủa mình làm đủ cách hết. Chỗ này mình chiêm nghiệm tự mình để ý, mình chiêm nghiệm mình thấy rõ. Tại vì sao? Bởi vì khi mình tạo ra nghiệp mà mình không biết, nếu như mình có tâm sám hối, tức là mình kiểm soát lại cái nghiệp của chính mình, thì mình thấy trong quá trình sống này mình tạo nghiệp rất nhiều. Chưa nói là vô lượng kiếp, và với chúng sanh trong lục đạo thì làm sao mình tránh khỏi? Không ai tránh khỏi đâu. Thành ra ở đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải sám hối, chứ đừng có nghĩ rằng mình không có tội gì cả. Đối với chúng sanh trong lục đạo tạo ra đủ mối oán thù, đủ cách oán thù hết đấy. Nguyện xin nhờ oai lực, nhờ cái sức oai thần của Tam Bảo, khiến cho tất cả oán thù kết lại trong ba đời của tứ sanh lục đạo nhân sám hối này mà được trừ diệt. Khi nói gì? Khi nói như bóng tối cho dầu tối tăm cả ngàn năm, nhưng chỉ cần một ngọn đèn thắp lên thì bóng tối ngàn năm đó thấy đều biến mất. Nó cũng như vậy. Hôm nay chúng ta chỉ cần khởi tâm sám hối thì trong tâm mình thắp lên một ngọn đèn,
Cho dù cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, nó cũng sẽ tan biến như là bóng tối bị mất ở trong ánh sáng. Chỗ này chúng ta tin tưởng vào cái pháp sám hối màu nhiệm. Đừng nghĩ rằng mình sám nhiều quá, tội nhiều quá chắc lẽ sám nó không hết. Không phải như vậy. Chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc là vì sân nhớ, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si, từ ba độc căn. Tức là vì tham, vì sân, vì si, nó chi phối. Và nói tóm lại là vì gì? Vì ba độc căn. Căn tức là căn tham sân si đó, nó là ba độc. Và tạo ra 10 cái ác hành. Ác hành là chúng ta biết rồi, nó là 10 điều ác. Thân tam, khẩu thứ ý tam là 10 điều ác. Do 4 ác nghiệp của miệng tạo ra vô lượng tội. Giờ thì phân tích ở trên cái khẩu nghiệp, nó chia là 4 cái lĩnh vực khác nhau, hay gọi là 4 gì? 4 ác nghiệp của miệng mà tạo ra vô lượng tội. Hoặc do ác khẩu mà não loạn cha mẹ. Cha mẹ nói cái gì không vừa ý là mình ác khẩu. Mình nói thì bà đấy vậy mà không chết cha rồi. Có người như con giận cha mẹ nói vậy đó. Không có dùng cái chữ mà cho nó dở nghe đi, mà sẵn sàng là đôi co. Những cái cảnh này rất nhiều. Rồi đối với sư trưởng nữa, sư trưởng ông thầy dạy mình không vừa ý là mình còn chửi như thường. Đối với quyến thuộc họ làm gì không vừa ý là mình cũng nguyền rủa. Và tất cả chúng sinh, tức là ngồi thân bằng quyến thuộc ra thì còn chúng sinh khác, chúng ta cũng tạo cái nhân xấu. Hoặc là đối với cha mẹ khởi ra nghiệp nói dối. Mình hẹn bạn đi chơi mà sợ cha sợ mẹ, sợ cái cha mẹ không cho mình đi cho nên mình nói dối. Hoặc là mình làm sao đó cha mẹ không biết hết, mình lừa gạt, khởi ra cái nghiệp nói dối. Hoặc đối với sư trưởng khởi ra nghiệp nói dối. Đối với cái vị thầy dạy mình khởi ra cái tâm, cái tâm che giấu sự thật để cho ông thầy không biết. Cái cảnh này nhiều lắm. Thành ra sau này thầy càng ngày càng lớn lên, người thầy nó khôn dần ra. Có nhiều Phật tử nói chuyện với thầy nói hay lắm. Nói giống như là con là tài ba lỗi lạc, con là cái gì con cũng là kinh nghiệm đầy hết. Và hồi đó có chú Cang á, thầy có nói chuyện với chú Cang. Chú Cang không nói ở đây có nhiều người theo đạo hồi lắm thầy. Cái thầy hỏi chứ sao lại đạo hồi là sao? Thì thầy nó nghe đó, thầy nói là hồi đó, đạo hồi tức là hồi đó, ai cũng nói hồi đó, cứ hồi đó mà không biết hồi nào, mà chuyện gì cũng nói là cứ hồi đó hết, theo đạo hồi hết đấy. Cho nên là nói dối mà khi mà bắt tay vô công việc thực sự thì không làm được. Và thầy cũng bị nhầm lẫn, thầy cứ nghĩ rằng là cái người này trước là thưa với mình như vậy, mình nghĩ như vậy, và mình tin như vậy. Nhưng mà khi đưa công việc trong cái phạm vi đó, họ gần như là không có biết gì hết, không thực hiện được chút nào. Như vậy thì đây gọi là gì? Là khởi ra cái nghiệp nói dối với chính cái vị thầy của mình. Thành ra sau này thầy có cái kinh nghiệm là ai nói thầy nghe. Nhưng mà cái gì? Cái tâm nói dối nó khác với cái tâm nói thật. Các vị đới không ạ? Cái điểm này rất hay. Dùng tâm nói dối nó có tạo ra một cái nguồn năng lượng nó khác. Có người thành thật ấy, cái lời nói của họ nó không hay, nhưng mà cái nguồn năng lượng của tâm họ nó khác. Mà chúng ta ngồi, chúng ta chỉ cần để im cái tâm mình cho nó lắng nghe được cái tâm của người đang nói. Ngôn ngữ của họ diễn đạt có khác, có người thô, người tế. Nhưng mà cái tâm á, nó tịnh hay nó không tịnh. Cái lòng của họ nó thật hay không thật. Cái đó là một điều khác. Cho nên ở đây chúng ta nói dối tạo cái nghiệp. Hoặc nói dối với quyến thuộc khởi ra nghiệp nói dối. Đối với quyến thuộc, đối với bà con quyến thuộc chúng ta nói dối. Hoặc đối với tất cả chúng sanh khởi ra nghiệp nói dối. Như vậy
họ nói thế nào, họ thể hiện cái vấn đề nói dối là như thế nào. Hoặc thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, hoặc biết nói không biết, không biết nói biết, hoặc vì kiêu mạn, hoặc vì tật đố khởi ra nghiệp nói dối. Như vậy, nếu như mà xét hết những cái phương diện này một cách tường tận tỉ mỉ thì trong chúng ta có ai thoát khỏi nghiệp này đâu, phải không? Chúng ta mắc hết, thầy trò gì mắc hết cái nghiệp này. Cho nên giờ đây chúng ta chỉ có sinh cái tâm sám hối là quan trọng nhất. Mà sám hối là nguyện chưa bỏ, sau này sẽ ráng sống bằng sự thành thật. Còn không thật được thì thôi, đừng có nói gì hết. Nhưng mình liều chừng, nói ra không được thì mình im. Tốt hơn là mình nói ra nó thành nghiệp. Mình im mới ra nó còn dễ chịu hơn, là khi mình nói ra nó sai sự thật thì nó thành nghiệp mới. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin từ diệt. Đây là gì? Đây là sám hối cái nghiệp vừa nói sai sự thật, đến đây nói kia, đến kia nói đây. Trong luật có nói rằng là gì? Là hướng bỉ thiết thử, hướng thử thiết bỉ, ly gián ân nghĩa, đấu tranh đánh. Tức là đến chỗ đây nói chỗ kia, đến chỗ kia nói chỗ đây, làm cho hai bên nghĩa tình nó ly gián lẫn nhau và khiến cho họ buồn chán trong đối nhau. Tất cả đó là cái nghiệp của nói dối. Thành ra không phải ngẫu nhiên mà Phật tử chúng ta thọ năm giới đâu. Thọ giới rồi đó mà phạm lia lịa đó. Phật tử ngon lành lắm, đi chùa ngon lành lắm. Có năm giới thôi mà chỉ cần không cần nói gì nhiều, chỉ có cái miệng thôi à, mà nói tùm lum hết. Đến đây nói kia, đến kia nói đây, ly gián ân nghĩa, cho hai bên nó đấu tranh nhau. Nói sai sự thật, nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời thổ ác. Nó cứ vậy đó. Mà tại vì mình bực, mình tức mà. Dạ vâng. Cái này á, là thưa với bác sĩ Hồng Lan, cái câu hỏi này rất là thực tế. Tức là sao? Ví dụ như giờ người ta hỏi mình khỏe không, mình không khỏe, mình nói mình khỏe thành ra nói dối đi. Nói hơi được à, nhưng thưa quý vị rằng chúng ta hiểu rằng ở trong tâm của người hối không phải là họ hối thật sự mình khỏe hay không, đúng không? Mà đó là cái câu hối xã giao. Hồi nhỏ thầy nhớ thầy ông ba, thầy ông chớ thầy đi, mà trong đầu thầy hay thắc mắc lắm. Thầy mới ba thầy chớ thầy đi, thầy lúc đó thầy ngồi trên xe cái maga xe đạp chưa tới, thầy leo lên rồi mới ngồi được. Thì ba thầy ông chớ đi thì có cái anh chàng kia nói: đi đâu chú Bảy? Cái ba thằng nói: ở ra đây. Cái rồi thầy mới nhéo nhéo cái lưng ba, thầy hỏi vậy cho cái ông nói tự nhiên ông hỏi ba làm chi vậy. Cái ông hỏi thì người ta hỏi thứ mình đi đâu. Cái thằng mới nói, người ta nói: ủa chứ sao người ta nhiều chuyện, nghe chuyện ai nó lo cho mấy mới gì. Tự nhiên đi ngang ngoài hỏi đi đâu, hỏi chi vậy. Nên cái ông nói: thì người ta hỏi nữa, người ta biết thôi mà. Nói là ông hỏi biết làm gì. Cái thằng mới, mà thầy nói: ủa còn ba nữa, sao ba nói là đi ra đây, là ra chỗ nào. Cái bà nói sao cũng không rõ ràng, sao lạ vậy. Cái ông nói mà rắc rối quá. tức là hồi đầu không hiểu. Cái mình nói tại sao họ nói giống như vô nghĩa, phải không? Nhưng mà thật ra sau này mình lớn lên mình hiểu đó là cái văn hóa Việt. Cái chào hỏi là họ thường quan tâm tới sức khỏe là con người chúng ta, là họ thấy đó là cái quý báu nhất. Thành ra họ hay hối tới cái chỗ là sức khỏe. Đó là cái văn hóa Việt. Và họ xem sức khỏe là quý báu nhất. Và nó mới ra đời một câu nữa là còn người là còn tất cả. Tức là còn cái sức khỏe, còn bàn tay khối óc, cho dầu nhà cửa mọi thứ nó mất hết, nhưng mà mình sẽ làm ra nó. Cho nên người ta chú trọng vào sức khỏe. Thành ra gặp nhau người ta nói khỏe không, khỏe không. Lâu ngày rồi nó quen ở trong tâm thức của dân tộc. Rồi cái người kia họ cũng trả lời qua loa, trả lời cho nó xong thôi. Đó.
thì lúc đó là giống như là một sự xã giao. Hồi xưa ở tu viện ấy, mà thầy cũng giữ cái giới này mà thầy giữ sai lầm. Các vị biết thầy giữ cách nào không? Anh em hỏi ông khỏe không? Thầy nói không khỏe. Cái nó hỏi anh hỏi sao không khỏe? Người đang nuôi nó. Cái nó nói giòm. Thầy nói đang nuôi nóng là báo cáo là đang nuôi nóng đấy. Đừng có hỏi thêm nữa. Cái nó lại gúm vậy, cái nó bỏ đi. tức là tại sao là mình sai quá? Tại có người mình đang nổi nóng thì mình báo cho người ta biết là mình đang nổi nóng. Cho nên đừng, lúc tôi đang vui vẻ thì khác, mà tôi đang nổi nóng thì đừng có kiếm chuyện với tôi nữa, đừng hồi tác hồi lui, tôi không muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà sau này mình thấy nó sai đi, tại vì người ta hối là hối để xã giao thôi, mình nói ở khuế cũng ai trách mình là nói thật hay nói dối. Cho nên chúng ta giữ giới nó tùy theo cái việc, tùy theo cái phương diện nữa. Cho nên điều này là nói sự thật, nhưng mà trong giới ấy, mình tùy đó mình giữ. Như trước đây thầy cớ các vị nghe rồi, người ta làm rớt tiền mà ông thầy thì khi ông thấy rớt cái cục vàng đó, ông thấy ông thân đây, chừng lát sau người ta quay lại người ta hỏi thầy có thấy cục vàng tôi rớt đây không? Nó có. Nó giờ ở đâu tôi không biết. Ta chửi liền lập tức, người ta nói thầy lấy cho ai lấy nữa. Nhưng không, tôi không biết. Tại vì ông thấy thì có thấy thì ông nó có thấy. Nhưng mà xong rồi thì ông làm việc của ông, chứ ông nhìn cục vàng chi. Cho nên lúc bây giờ Phật mới biết, Phật nói rằng là ông là ngu si vô trí. Ông phải giữ cho người ta chứ. Chứ tại sao mà ông rước ông giữ người ta quay lại hỏi làm sao? Thì cái ông tỳ kheo này có người khác làm rồi y như vậy, thì bây giờ ông ngồi ông giữ. Ông giữ ông không bao giờ được khất thực. Phật không có cho tỳ kheo giữ vàng, cho nên ông không dám giữ cầm vàng anh tay, mà cứ ngồi im với cục vàng đang ngồi đấy à. Mà ông ngồi tới 7 ngày sau nó đói bụng quá, cái ông chịu mất. Cái này mới nên hỏi Phật. Phật mới nói ông thật là ngu si vô trí. Cái vật sở hữu mà khi người ta đánh rơi ngoài đường, người ta quên tới 7 ngày là người ta phải chấp nhận nó mất. Chứ không thể nào mà quá 7 ngày mà nó là của tôi được. Cho nên cái sở hữu nó gắn liền với người đó. Người đó phải nhớ lại, khi mất phải nhớ liền. Còn khi mất rồi, qua tới 7 ngày mà không nhớ là chấp nhận mất luôn chứ không có giữ nữa. Đó. Chúng ta thấy không? Cho nên cái vật sở hữu nó cũng tùy theo cái nó gắn liền với mình trong một thời gian. Đó. Thì sau này là có những vị họ biết cách họ giữ. Cho nên trong giới mình giữ, dấu nói thật là nói nó trong cái nghĩa nào đó, mà chúng ta dùng cái tâm nói dối làm cho nó sai sự thật đi, nó tạo ra cái sự tổn thất cho người khác và làm cho người ta bị điên đảo phiền não, bị mất mát cái gì đó, nó mới tạo ra cái nghiệp nói dối. Nói chung đó là gì? Là dùng cái cách nói sai sự thật để mình thu lợi, để mình chiếm đoạt, hoặc là trong lòng của mình có sự hiềm khích, tức giận, oán hờn nào đó mà mình nói sai đi. Cái đó nó mới tạo ra nghiệp. Còn những cái nói mà bằng cái phương tiện tạm thời thì làm sao mình xét được. Nhưng thú vị rằng cái nhân cái quả nó hay lắm. Nhân quả nó hay lắm. Hồi có lần thầy đến ở Sài Gòn, cái bữa đó đã dành tiền cũng mấy tháng rồi, người này cho tích lũy được 750.000 tiền Việt Nam, tức là khoảng 35 đô la, là đủ để nộp học phí cho nửa học kỳ. Thì bỏ trong cái túi áo, mà cái áo nó hai lớp, mình bỏ rồi sao nó lọt. Chừng đi xuống cầu thang á, khi nó rơi mất. Chừng lên tới trường rồi, trường học rồi, nó thò tay vô lấy tiền thì không thấy tiền nữa. Và lúc ở trong lòng là tự nhiên nó khởi lên ý nghĩ liền lập tức, là nghĩ rằng có lẽ mình phải bỏ học. Tại vì không có tiền thì làm sao nộp, mà không biết tiệm đâu có tiền được 35 đô nữa, không biết hỏi ai, còn không biết xin ai. Thành ra thầy đi về, các vị nghĩ xem là nó rơi ở giữa cầu thang, ở giữa cầu thang á, mà người đi qua đi lại người ta đạp tiền lấm bêm, không ai thấy, kỳ diệu không? Đi lên đi xuống cầu thang thì thường người ta nhìn từng cầu thang chứ,
Làm sao mà tiền mình nó giảm, cũng như giảm nhiều chiếc kiếp lên mà không thấy tiền. Cho nên cái số mình chưa mất á, phải không vậy? Là cái chỗ chưa mất tiền là phải nhận lấy tiền đi thắng lên trường nộp liền lập tức. Nha. Cho nên vạn pháp nó cũng là cái nhân duyên đó. Thành do mình gây cái nhân gì cái quả nó chịu cảm. Do đó cho nên chúng ta giữ giới tùy theo cái phương diện và cái sự dụng tâm. Ví dụ như bây giờ mình không nói dối, mà có người mình đưa bạn mình đến bệnh viện khám, rồi ra thì bác sĩ nó báo cho mình biết kết quả. Nó nói rằng là cô bạn của anh, cô chị bị ung thư, thôi vợ em gì đó rồi chết. Nên mình ra sao bạn mình nói, ồ tại sao tôi đau sao, tôi bệnh sao. Thế bác sĩ nói mày giờ em yếu uống rồi chết. Mình nói vậy hả? Dĩ nhiên cái đơn giản nhất là mình không nên nói như vậy rồi, phải không? Cái đó là mình cũng thông minh hơn Phật không có chớ, mình cũng biết mà. Đó, cho nên chúng ta hiểu rằng là cái giữ nói sai sự thật nhưng nói gì vì lòng từ bi có lợi cho người khác thì không sao. Ở đây ý nói rằng là hoặc biết nói không biết, không biết nói biết, hoặc là vì kiêu ngạo nữa, ý lại kiêu ngạo, hoặc vì tật đố khởi ra cái nghiệp nói dối. À, nói sai sự thật, nói ác khẩu, nó cũng tạo ra nhiều cái duyên lắm. À, mới sáng cỡ mấy người nghe, hồi đó có một cái cô ni của bọn nhỏ mà cũng gặp thầy, cái cô nói thưa thầy được nhiêu túi rồi, là bắt đầu mình cao ngạo, nhưng mình thấy khó chịu, mình là ông thầy, cô ni mà đi gặp ông thầy mà hỏi vô phép, là mình thấy khó chịu. Nhưng cô đó hoàn toàn không có ý nghĩ là vô phép hay sao đó, hay là vô phép nhiều quá nó quen rồi, thầy thì mình không biết, nhưng mà nói chung là cô tự nhiên cô hỏi vậy đó, cái mình thấy khó chịu. Cái thầy mới nói thế này, thầy nói nếu như tôi ở đời thì cô có thể làm dâu tôi được rồi. Nếu tôi ở đời tôi lấy vợ thì cô làm dâu tôi được. Là ý là còn sao? Là ý là cái túi cô đang con tôi đó. À, thầy nói có một câu vậy thôi mà cô đó cô giận thầy 2 năm ấy. cô nói ông thầy đó, em nói nghe sốc ốc, nghe khó chịu. À, tự nhiên hối thầy thì đúng là hối thằng bậy, cho nên thầy cũng hối tào lao luôn. Cái đó là vì cái gì? Vì cái gì? À, vì cái kiêu ngạo. Có người họ hiếu, nhưng có người không hiếu. Có người hiếu thì khi họ vui, nhưng có người không hiếu thì họ khó chịu. À. Nhưng nói chung, ở trong lòng chúng ta, sinh ra cái nghiệp nói dối là vì tật đố, mà khởi ra nghiệp nói dối rất là nguy hiểm. Những tội ác như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thí trở lại cho đến ngày nay, khởi ra nghiệp hai lưỡi. Hai lưỡi là sao? À, là nói lật lọng đó, nói lật lọng, nói ngược, nói xuôi lật lọng đó. Lãnh thọ lời ác của người khác không thể che giấu. Lãnh thọ lời ác của người khác không thể che giấu. Đến người này nói người kia, đến người kia nói người này. À, ví dụ như một người nào đó mình giận, bạn mình nó cớ cho mình nghe, họ đang giận cớ cho mình nghe, thì dĩ nhiên khi họ giận họ sẽ nói những cái chữ nó không có hay. Thường thường cái tâm mà giận là cái ngôn ngữ nó trồi lên ở trên tâm á, là toàn là ngôn ngữ thô ác. Và khi ngôn ngữ thô ác thì nó sẽ nói ra cái ngôn ngữ rất là hèn học, rất là khó nghe. Các vị nghĩ xem, ví dụ một người nào đó họ đang thanh tịnh, đang vui vẻ, họ có thể nói ra những ngôn ngữ hèn học được hay không? Không thể được, phải không? Cho nên cái ngôn ngữ nó hiện ra là trạng thái tâm khác nhau, thì nó sẽ hiện ra giống với trạng thái như vậy. À, mà khi bạn mình nó đang giận dữ, nó đang buồn chán, đang bực bội, nó nói những cái câu rất là khó nghe. Và bắt đầu chúng ta đem cái câu khó nghe đó là chúng ta lãnh thọ cái lời nói ác của người khác đó. Rồi bắt đầu chúng ta đem sang chúng ta nói, chúng ta nói cho người khác, làm cho hai bên sao? Làm hai bên nó đấu đá lẫn nhau. Đến người này nói người kia, đến người kia nói người này.
Trong đạo tràng chúng ta nhiều không? Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Nhiều tới mức độ thầy mua Phật luôn á. Sợ muốn chết luôn. Sợ lắm. Tại vì làm hại thầy nhiều quá. Tức là làm sai đi cái việc mà thầy đang hướng dẫn. Làm sai đi cái diễn biến thực tế nó đang xảy ra. Làm sai đi rất nhiều. Cô này nói cho cô kia. Cô kia nói cho cô nọ. Cho nên cái câu chuyện nó không phải là từ cái cô này nữa, mà từ bắt đầu từ cô kia. Rồi cô kia lại nói cho cô kia. Cái cô kia này lại ảnh hưởng từ cái cô này. Cái cô này là cô dở hơi. Cái cô này là cái cô cũng tạm tạm. Cái cô này là cũng có nhân cách. Thì lúc bây giờ cái câu chuyện nó ra đời từ cái miệng của người có nhân cách. Và khiến cho người ta tin vô cái người có nhân cách. Đúng không? Chứ nếu như từ cô dơ hơi này thôi á, thì người ta sẽ khác. Hiểu không? Tại chuyến qua chuyến lại chập nó khác. Ví dụ như các vị chuyến vô thầy, thầy nói ra người ta sẽ khác liền. Người ta sẽ không hiểu đúng như là cái tư cách người Phật tử nói nữa. Mà câu chuyện nó sinh ra từ cái miệng ông thầy. Rồi cái ông thầy có uy tín, ông thầy không có uy tín. Nếu như ông thầy có uy tín, ông nó lại khác nữa. Dễ sợ không ạ? Đó, chúng ta nhìn thấy nó cả dòng như vậy đó. Cẩn thận, đừng có nên nói gì hết. Trong khi mình chưa biết rõ, trong khi mình chưa có kiểm soát hết cái tình hình như thế nào. Và hơn nữa, nếu như cái việc đó nó thực sự xấu, thì mình có nên nói hay không? Không nên. Tại nói xấu thì nói làm chi? Cái đầu người ta đang thanh tịnh thoải mái, tự nhiên mình nhét cho đầu họ một cái điều xấu làm gì? Trước đây thầy có đưa ra một cái ví dụ nó thô, nhưng mà các vị nghĩ đeo chút xíu thì sẽ thấy mình nên chừa bỏ. Thầy nói ví dụ như các vị đi ngang chỗ nào đó, các vị thấy một đống phân. Đống phân nó hôi, phải không? Chúng ta làm sao? Chúng ta một là bịt mũi đi chỗ khác. Còn hai là sao? Có từ tâm hơn, chúng ta nên hốt dọn nó đi. Là tốt nhất, phải không? Chứ không lý nào chúng ta nói, ơi bà con ơi, chỗ này có đống phân. Thì sao? Cùng nhau chạy lại đó. Rồi ngửi người một chút nữa, trời ơi, phân thúi quá. Người nào nó chuyện gì mà nói thế? Nghe người ta xôn xao chạy lại ngửi một chút nữa. Rồi cùng nhau, ơi, phân thúi quá. Có phải điên đạo hết không? Có phải vậy không hả? Cuộc sống nó vậy đó. Một cái chuyện xấu của người ta, mình đi rêu rao làm gì? Cho nên hồi xưa chư tổ chúng ta dành không nên. Còn chúng ta có tâm, có lòng, muốn khắc phục được, muốn sửa được, chúng ta nên trực diện mà làm, mà dọn dẹp nó. Còn không là nên bịt mũi đi chỗ khác. Tốt nhất là như vậy. Chứ không nên là đem bên cái cục phân ra, phơi ra, đưa cho mỗi người gửi chút xíu cho vui. Không nên có cách xử sự thiếu trí tuệ như vậy. Những chuyện nhỏ như vậy chúng ta quán chiếu, mà cái lỗi chúng ta thường vấp phải. Tại sao? Vì chúng ta bực bội, thất vọng, chán nản, tức tối. Cho nên vô tình chúng ta đã thọ lấy cái điều xấu ác đó. Đây là một điều khó làm, khó sửa. Chứ không phải nói biết như vậy mà làm không dở đâu. Ai cũng bị. Tất cả chúng ta gần như là ai cũng bị điều này. Thành ra sám hối là gì? Là nhìn thấy vào trong tự tâm, để khắc phục, để chừa bỏ càng ngày càng nhiều thứ hơn nữa, chúng ta mới càng ngày càng thanh tịnh. Đến đây nói kia, đến kia nói đây, làm cho người này chia rẽ người kia, làm cho người kia đau khổ, hoặc là vì cười giỡn nữa, nghe không? Cười giỡn nói, tại vì nói giỡn nói đùa, mà nói đùa không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng nơi, người mình cũng làm cho người ta đau khổ. Đúng không ạ? Chỗ này các vị có gặp thái chưa? Có khi nào bị chưa? À, có khi mình vui quá, mình nói giỡn. Mà nói giỡn cũng bị. Làm cho hai bên đấu đá lẫn nhau. Cốt nhục chia lìa. Có những cảnh như vậy chứ không phải không có. Có cái cô vợ này á, cô thương chồng. Cái tình thương càng lớn lên thì cô lại sợ mất. Đó là cái nghịch lý ở cái thế tục nhiễm ô. Rồi hôm đó cô đi chợ, cô mua một cái áo về cho chồng mặc.
anh chồng nói chuyện có thật á, anh chồng đi làm về là tắm rửa mà có đi ra hôm chưa chịu kiếm tắm rửa nữa, là cô bác mặc áo vô cho cô xem. Anh chồng cũng khó chịu nữa, bà đó tôi nghĩ chút xíu chứ làm gì kỳ. Thì bà nói rằng là tôi đi mua cái áo từ sáng sớm rồi, ông mặc cho tôi xem có được hay không. Thì cũng thương vợ, anh ta cũng chịu và mặc áo vô, chị đứng chị ngắm. Ngắm xong rồi anh chồng đi vô thay ra, rồi tắm rửa rồi ăn chút xíu, rồi cái là lót dạ rồi đi dự tiệc. Hả? Thì em mới xã giao cuộc sống làm ăn mà. Thì anh đi như vậy, nhưng mà khi anh nghĩ rằng thôi bây giờ vợ mới cho cái áo mới thì mình mặc cái áo mình đi dự tiệc tiếp khách cho vợ vui. Thế là khi đi ra thì cô vợ của ông ta đi, cô chọn lại và cô nói rằng là thôi anh đừng có mặc áo đó, mặc áo khác. Cô vợ cũng giận quá, anh chồng giận quá, sẽ bà sao lạ quá. Nó tại vì anh mặc cái áo rồi thấy người anh đẹp quá, đi ra ngồi không tin tưởng được. Đó, nếu những chuyện nó rắc rối vậy anh chồng cũng khó chịu, thôi cũng chịu khó vô mặc. Mặc thì đi ra thì có cái ông hàng xóm ông nói, ủa chứ ông chồng mày đi đâu, ông dẫn con nào vô khách sạn. Bắt đầu là ở nhà dẫn đùng 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 gọi điện. Gọi điện mà đang chuyện trò tiếp khách mà gọi điện anh chồng anh phiền quá. Anh thôi anh không nghe. Rồi bắt đầu cái nghi hoặc càng lớn lên. Càng lớn lên. Rồi tới với hai vợ chồng là kinh cãi, rồi đủ thứ chuyện hết. Rồi bắt đầu ba mặt một lời qua nhà hàng xóm. Thì hỏi ông hàng xóm á, tại sao anh nói như vậy, tôi có đi đâu mà anh nói như vậy. Anh nói mà đâu có đi đâu. Tại sao anh nói với vợ tôi như vậy? Anh nói, thì nói thứ với vợ mà nó làm sao mà. Mới đầu là cô vợ cô giận quá, cô chửi nàng xóm. Cái nàng xóm anh nói, chồng của mày mà không chịu tin, mất mất mà đi tin tao. Có phải ngu không mày? Đó. Thế nên cái chuyện ở nhà quê người ta nói những cái câu nó thô thô mà thầy chứng kiến những cảnh nó nực cười như vậy đó quý vị. Nhưng mà trong đó vô tình là nói giỡn. Nói giỡn đi nữa thì vẫn tạo ở trong tâm của người chồng người vợ này một sự mệt mỏi, một sự đau thương, một cái gì đó mà họ có những cái giây phút không có được thanh tịnh, thì chắc chắn trong hoàn cảnh đó vẫn tạo nghiệp. Nguy hiểm không này? Cho nên chúng ta học trong điều này, chúng ta quán chiếu sâu và tường tận từng cái việc nhỏ là không khéo chúng ta tạo ra nghiệp đó. Hoặc là gì? Hoặc là phá quyến thuộc của người, làm cho cốt nhục, đấu tranh cốt nhục chia lìa, phá quyến thuộc của người, xàm loạn quần thần, nhiễu hại tất cả. Có một số Phật tử nói chuyện với thầy, nói tại sao cái người đó nói như thế này, người kia nói thế kia, sao thầy không nói. Quý vị biết nó có một cái nguy hiểm nhất ở trong tập thở là chỗ nào không? Hả? Nguy hiểm nhất là gì? Là xung quanh của các vị là người xấu. Khi các vị đang lãnh đạo một cái chương trình nào đó, đang hướng dẫn một chương trình nào đó, mà xung quanh của các vị là người xấu. Cũng giống như xung quanh ông vua là nịnh thần, triều đại đó là sập đổ. Đúng vậy không ạ? Vì sao? Bởi vì ông vua này không có chịu nghe nổi những cái lời nghịch nhĩ, và hay bịt miệng không cho người ta nói. Cho nên tự nhiên có những người họ biết nói như vậy tai họa, thành ra họ tìm cách họ nói cái câu mỹ miều làm sao để vừa lòng. Và do vậy cái vị thầy này, cái ông vua này chỉ gì? Chỉ nghe là nịnh thần thôi. Cái chuyện đó xảy ra rất nhiều những ngôi chùa. Có nhiều ngôi chùa Phật tử lúc nào cũng khen ông thầy, khen. Thậm chí nó xin lỗi chứ ông thầy viết một cái bài văn rất là kém, tâm thường, mà Phật tử đọc trò của thầy hay, trí tuệ thầy vô biên. Thầy hết biết mà. Thậm chí là ngồi khen trước mặt thầy nữa, mà ông thầy nói cái chuyện tàu lao không đúng kinh, không đúng điển, không có trong kinh điển, mà tự nhiên phát cái nói tầm bậy, ba bốn người Phật tử vỗ tay lên và nói không ngờ lâu lâu gặp thầy có những cái câu khai thị rất tuyệt vời, là ông thầy lên mây rồi. Và cái vị thầy này chắc chắn thầy sẽ tập hợp rất nhiều người như vậy,
Tại vì ông thầy này thích như vậy mà. Và những người họ không mạnh dạn, họ sửa cái lỗi của mình. Và thậm chí cứ đưa cho người ta nói ra đi. Còn nghe hay không, dùng hay không, mình phải có nhận định riêng. Thì tự nhiên mình biết rõ hết mọi việc. Người tốt, người xấu, người tánh tình nóng, người không nóng, cái người nói nịnh hót, cái người nói trung ngôn, mình biết hết. Và mọi thứ nó phơi bày ra trước mặt thì mình không có nhầm lẫn. À, cho nên trong cuộc sống cũng vậy đó. Ở nhà chúng ta cũng vậy đó. Có những đứa con nó nói ngọt, nó nói dễ thương lắm, là mình thương nó, cái gì cũng cho nó. Có những đứa con nó lầm lì, nó tự nó vượt qua, tự nó chịu khó chịu thương, mình không để ý. Hoặc là nó thấy cha mẹ làm cái gì không vừa ý, nó góp ý kiến, là mình thấy tại sao nó cứ sửa lưng mình hoài, cái mình giận, mình không muốn nghe nó nữa. Những điều như vậy xảy ra trong cuộc sống rất nhiều. Chúng ta học những điều này, chúng ta ráng mà sửa. Lại nữa, từ vô thủy cho đến ngày hôm nay, tạo tội ý ngữ, nói lời vô nghĩa, lời không lợi ích, hoặc làm phiền não cha mẹ, hoặc làm phiền não sư trưởng, hoặc làm phiền não bạn đồng học, cho đến đối với hết thảy chúng sanh trong lục đạo khởi tâm não hại. Nói những lời vô nghĩa. Ở đây thầy nói thật sự, ví dụ như có số Phật tử thầy biết là ăn những món gì ngon, có cái tâm tưởng nhớ tới thầy. Nhưng mà khi tưởng nhớ tới thì được rồi, đừng có vác cái món đó đem đưa thầy. Tại vì sao? Bởi vì phải lôi thầy ra để nhận. Và thầy nhận thầy không có dùng. Để thầy phải kiếm xin một việc làm nữa, là thầy phải kiếm người thầy cho. Đôi lòng nó hư. Và khi mà thầy cho thì thấy thầy không dùng mà cho người khác, thì mình thì sao? Giận thì chưa giận, có thể là không vui. Phải không? Không vui rồi thấy ai đó cho thầy ăn, thì sao thầy ăn? Thì thấy chắc lẽ là người ta do thầy không thích mình hay sao mà cho thầy không ăn. Thầy ăn có người khác. Tự nhiên mình rơi vô những cái chuyện nó vớ vẩn vậy đó. Nó không cần. Thành ra đó là gì? Thầy xem đó là gì? Là những cái việc làm vô nghĩa. Những việc làm vô nghĩa. Đây này. Việc làm vô nghĩa, nói lời vô nghĩa. Cho nên nó chánh nghĩa là khi nó cần thiết. À, thì mình hiểu là được. Mình sửa, phải thay đổi. Hoặc là nói cái lời vô nghĩa, làm phiền não cha mẹ, làm phiền não sư trưởng. Những cái việc vớ vẩn lắm. Làm phiền não. Hoặc là làm phiền não bạn đồng học. Ví dụ như sớm thầy cỡ các vị nghe đó. Là cô nào đó mà nhờ thầy phải nói cô này cô kia đó. Đó là lời vô nghĩa đó. Thầy không thể thực hiện được. Mình cần nhắc trước đi là mình có nên nói hay không. Nếu như mình thấy thực sự nên nói thì mình cứ nói. Nhưng mà nếu như mình biết cân nhắc một chút thì mình sẽ thấy nó khác. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Có khi chúng ta nói cái lời vô nghĩa hàng ngày rất nhiều. Rất nhiều. Chỗ này khi đập ra chỗ này rồi chúng ta sám hối. Cân nhắc cái lời này nên nói hay không. Không nên nói, mình dừng lại. Mình kiểm soát từng cái lời nói. Và đó cũng là một cách tu hành. Cho đến đối với hết thảy chúng sanh trong lục đạo khởi tâm não hại bởi những cái lời nói vô nghĩa này. Như vậy, khẩu nghiệp khởi ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nguyện nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ Tát lực và hết thảy hiền thánh lực, ngày nay chúng con sám hối, khiến cho tất cả oán thù trong ba đời bốn loài sáu đường, hết thảy sự gây thù kết oán hoàn toàn giải thoát. Tạo bao nhiêu tội nghiệp thảy đều tiêu trừ, hoàn toàn không trở lại gây thù kết oán nữa, không đọa trở lại trong ba đường ác nữa, rốt ráo không trở lại trong lục đạo hầm làm khổ sở độc hại lẫn nhau nữa. Từ nay trở đi, xả bỏ tất cả oán thù, không còn phân biệt oán thân, tất cả đều hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa, hằng làm pháp thân từ bi quyến thuộc. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, không còn trở lại chịu quả báo trong ba cõi, đoạn ba nghiệp chướng, trừ năm bố ý, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật tinh tấn,
thâm tu hành đạo đại thừa, vào trí huệ Phật, hết thảy hạnh nguyện đầy như biển cả, lục thông tam minh thấy đều thông suốt, chứng pháp tam mật đủ năm phần pháp thân, phát kim cang huệ thành quả chủng tri. Đây chính là cái nguyện lớn lao mà chúng ta hướng đến. Vì sao? Bởi vì sự sám hối của chúng ta không phải sám hối cho nó tiêu trừ một chút tội lỗi, mà để cho chúng ta được thành tựu cái đạo quả lớn lao ở trong tương lai. Do vậy mà chúng ta khởi tâm sám hối. A Di Đà Phật, chúng ta dừng ở đây. Đây là sám hối về khẩu nghiệp. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục sám hối về ý nghiệp. Đó là những cái phần ngắn ngắn như vậy, thời gian nó ít quá, chúng ta không nói nhiều được. Từ từ chúng ta cũng giải quyết xong bản kinh Luân Hồi Sám này mà thôi. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức